Hãy làm tròn trách nhiệm của mình. Sư phụ trả lời cho những ai muốn rời xa nhà. Thật tình mà nói, nó có xảy ra. Về phần tôi, phải mất rất nhiều ý lực mới giữ quý vị được, chứ không phải chỉ có ý chí của quý vị mà thôi. Bởi vì những gì quý vị làm đều ảnh hưởng tới tôi. Nếu có người muốn quý vị và họ cầu nguyện tôi, là tôi gặp rắc rối. Lúc nào tôi cũng bị rắc rối. Những vấn đề trong gia đình thì sao? Người chồng muốn xuất gia theo tôi, vợ ở nhà, cô đơn, cầu nguyện tôi. Không bao lâu, người chồng và tôi cãi nhau. Thế là ổng phải dọn đi. Đi đâu khác đây, ngoài về nhà. Thế là họ sung sướng gặp nhau, trong khi đó chỉ trích tôi. Ồ, sư phụ không như ta tưởng. Bả nổi giận đuổi tôi đi. Bả nóng giận, bả vô lý, bả vân vân vân. Trời ơi, bả làm tôi thất vọng quá. Có người không những bỏ tôi đi mà sau đó lại có ảo tưởng xấu về thái độ của tôi. Có ý nghĩ không tốt vì cách tôi đuổi họ về. Tôi phải đuổi họ đi. Nếu luôn luôn nói ngọt ngào, họ sẽ không về. Có một cặp vợ chồng, một người rất thích hợp với tôi, nhưng người kia lại cầu cho người này về. Cho nên hai chúng tôi cãi nhau. Tôi phải đuổi ông ta đi. Bây giờ ổng vẫn chưa tha thứ cho tôi vì ổng bị chạm tự ái quá. Tôi phải đuổi ổng đi, làm cho ổng đau lòng kinh khủng. Như vậy mới chịu bỏ tôi. Còn không, không bao giờ ông ta bỏ tôi. Vì ổng thương tôi rất nhiều, thích ở chung quanh tôi. Điều đó tôi hiểu. Nhưng còn người vợ thì sao? Bà ta thích chồng bà ta hơn tôi. Tốt, tôi hiểu điều đó. Vậy thì ổng phải về. Nên một trong hai người phải là kẻ xấu. Và luôn luôn là tôi. Sao ổng có thể là người xấu được? Ổng là đệ tử, rất thành tâm muốn theo tôi. Là không có một cái gì có thể xoay chuyển lòng ông. Nhưng cả hai đều là đệ tử của tôi. Mỗi người cầu một việc khác. Đôi khi tôi không thể chọn. Làm minh sư khó lắm, quý vị biết không? Cũng có khi tôi khóc vì phải làm những việc tôi không muốn làm. Vì sao? Nếu người chồng thương tôi hơn bà vợ, nếu người vợ thương tôi hơn ông chồng, thì bà đến với tôi, ổng đến với tôi. Nhưng người chồng muốn vợ hơn thầy. Tôi nói, vậy thì cả hai người tới, cả hai vừa được chồng, vừa được tôi. Không, con thích đời sống gia đình hơn. Bà chọn như vậy. Nhưng sự chọn lựa đó gây khó cho tôi, thế mới khổ. Cho nên, hãy suy nghĩ lại. Nghĩ 200 lần trước khi theo tôi. Ý nói theo sát cánh, làm thường trú luôn. Với những buổi nói về đạo và những lời thề. Cẩn thận giùm tôi. Tôi thương tất cả quý vị. Tôi mong được xây một ngôi nhà lớn, ngôi làng lớn. Để quý vị đến bất cứ lúc nào, làm khách của tôi, tự nhiên như ở nhà. Đáng lẽ làm như vậy, hơn là bất cứ chuyện gì. Nhưng điều đó không thực tiễn trong thế giới này. Quý vị bị quá nhiều ràng buộc, quá nhiều nghiệp chướng và lực ma dương rất mạnh. Đừng luôn nghĩ đồng tu bên cạnh quý vị là Phật. Họ cũng bị ma dương sử dụng bởi lực lượng đen tối để kéo quý vị xuống, kéo quý vị ra ngoài. Thử lòng quý vị, gây rắc rối cho quý vị, khiến quý vị phải phấn đấu, tạo khó khăn cho tôi. Ma dương không thể trực tiếp gây rắc rối cho tôi, nên nó gây rắc rối cho quý vị. Thế là quý vị làm tôi rắc rối. Tiện lắm. Cho nên, đừng có ảo mộng gì về chuyện theo thầy ở đại đệ tử, người cao nhất hay cao nhì. Cứ ở tại chỗ quý vị đang ở, và hết sức làm việc. Tôi có thể dùng được tất cả quý vị, nhưng chúng ta đi đâu đây? Ở chỗ nào đây? Chúng ta phải làm sao đối với những bà vợ, ông chồng, con cái, gia đình, anh em và bạn bè? Ngay cả anh em, bạn bè cũng gây rắc rối. Có người đi theo tôi, rồi họ hàng người đó bán tôi vì họ nổi giận. Người đó không theo tôi làm thường trú, chỉ tới ăn chay, ngồi thiền.
và thậm chí tính tình còn khá hơn. Không bao giờ tôi dạy quý vị điều gì không tốt cho quý vị hay gia đình quý vị. Có không? Không bao giờ. Tất cả đều tốt cho quý vị, cho họ. Nhưng họ không thích như vậy. Họ không thích quý vị thương ai khác ngoài họ. Đúng vậy. Họ không thích cách quý vị thương tôi. Tại sao? Bả đâu có liên hệ gì tới anh. Bả cũng không cùng máu mủ gì cả. Thanh Hải Vô Thượng Sư là ai chứ? Sao mày nghe lời bả mà không nghe lời ta? Dù bả nói đúng, còn ta nói sai. Nghe lời bả là sai rồi. Anh phải nghe lời ta. Chẳng hạn vậy. Người trong gia đình sẽ ra lệnh. Tại sao? Hồi trước lúc nào anh cũng nghe lời tôi mà. Bây giờ anh thay đổi. Không thể được. Anh phải luôn luôn nghe lời tôi. Dù tôi biết tôi sai. Đó là bản tánh con người. Rồi họ ra ngoài bán tôi cho những tờ báo. Báo chí không phải lúc nào cũng có lỗi. Họ nghe đủ mọi tin đồn nhảm nhí rồi đăng tải những gì họ biết. Đối với tôi, đã sống qua những chuyện này không có sao. Nhưng nhân tiện thì nói để quý vị suy nghĩ thêm về điều mà quý vị muốn làm. Không phải dễ dàng như chúng ta tưởng đâu. Chuyện không giản dị như vậy. Có thể chỉ giản dị và đơn thuần vào lúc đó thôi. Hoặc trong vài ngày, vài tuần lễ. Rồi sau đó sẽ thành khác. Cho nên, quý vị nào muốn đi theo thì xin hãy suy nghĩ kỹ. Đừng bận tâm, đừng hấp tấp. Nơi quý vị đang ở là được rồi. Tôi đã nói hồi nãy, quý vị phải làm một ngôi làng nơi mình sống. Nếu không lôi cuốn được người khác, thì làm ngôi làng cho một mình quý vị. Quý vị là trưởng làng, là người dân, là đủ thứ. Quý vị chỉ huy thế giới của mình. Đúng, đây cũng là một ngôi làng. Quý vị sống với Minh Sư, với Thượng Đế. Ba người chúng ta như vậy cũng đủ đông cho ngôi làng rồi. Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị tại Thiền Ngũ Quốc Tế ở Long Beach, Mỹ vào ngày 28 tháng 12 năm 1997. Nguyên văn tiếng Anh, bản tin số 79. Lời Pháp Cam Lồ. Hãy thương yêu người nhà của mình, nhưng phải độc lập. Lúc nào cũng một mình và chỉ với Thượng Đế mà thôi. Thượng Đế mới thật sự là thân bằng quyến thuộc và là mọi thứ duy nhất của mình. Chúng ta sống với Thượng Đế và chúng ta sẽ mãi mãi mãn nguyện. Con người là một sáng tạo vĩ đại nhất trong toàn vũ trụ, vĩ đại hơn các thiên thần. Cho nên, khi chúng ta có đức hạnh và khai ngộ, thiên thần sẽ ở quanh chúng ta, bảo hộ chúng ta và phục vụ chúng ta. Trí huệ của chúng ta là nguồn gốc của mọi sự học hỏi, mọi sự thông minh tại thế giới này. Ông trời là nguồn gốc của mọi tình thương, phàm tục, tình phụ tử hay tình thương giữa nam và nữ. Khi chúng ta tìm kiếm tình thương này, mọi ham muốn của chúng ta sẽ bị dập tắt. Chúng ta phấn đấu với hoàn cảnh hiện tại để vươn lên khỏi hoàn cảnh đó, thay vì chỉ dùng cách trị liệu tâm lý để chữa trị cho chính mình và cảm thấy dễ chịu rồi chấm dứt nó. Đôi khi, sự phấn đấu và tranh đấu tâm linh cũng tốt cho chúng ta. Nó làm cho chúng ta mạnh mẽ. Hãy cố gắng độc lập và tự do trong hành động, sự suy nghĩ và lời nói của mình. Đừng để người nào, bất cứ ai có thể nắm giữ đời mình nhiều quá, khiến chúng ta ngộp thở và không còn khoảng trống. Chúng ta sẽ ngừng tại đó và không thể vươn lên được. Lời Thanh Hải Vô Thượng Sư, nguyên văn tiếng Anh, bản tin số 79.